về Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa, và đây chính là dòng suối Ngọc Cá Thần rồi đấy ạ. Tức là cái dòng suối này ấy, thì có chiều dài khoảng 200 mét thôi nhà mình ạ, là tính từ phía đầu nguồn và dưới đây là vị trí cuối nguồn rồi. Đấy, độ rộng từ khoảng 10 mét, độ sâu 30 đến 40 cm. Thế nên nhà mình chúng ta đang được chứng kiến hàng ngàn các vị thần cá đang sinh sống tại đây. Để giải thích giới thiệu cá đây thì người dân người ta gọi với tên địa phương là cá rốc. Đấy, tuy nhiên là theo nghiên cứu khoa học ấy, thì cá lại thuộc họ chép. Và quan sát kỹ cho cháu này, và cô chú và anh chị chúng ta sẽ thấy là thân hình của cá thì khá giống cá chấm sân. Nhưng có một đặc điểm riêng biệt dễ nhận biết. Đấy là ở vây, đuôi và môi của cá thì sẽ có sắc hồng. Và cái màu sắc này của cá này thì cũng sẽ thay đổi tùy vào từng thời điểm. Tức là có những cái thời điểm sắc hồng nó sẽ rực hơn. Nhưng bây giờ mình thấy là chủ đạo là có màu xanh dơ, đúng không ạ? Thì do thời điểm này nước cũng khá là cạn, cho nên là khu vực nào mà tập trung cái mực nước cao ấy, thì cá sẽ ở nhiều hơn. Ví dụ như phía cuối nguồn và tí nữa càng tiến dần lên phía đầu nguồn thì gia đình nhà mình sẽ được quan sát rất là nhiều cá. Đặc biệt lên cái trên kia cái vị trí đứng và ngồi dễ, nhà mình có cơ hội chúng ta chạm tay vào cá, bởi vì cá rất là thân thiện và dạn với con người. Thì bây giờ cháu mời cả gia đình nhà mình lên cái cầu này, cháu sẽ chụp cho cả nhà mình một cái kiểu ảnh ở đây. Cái cầu này rất là đẹp, anh cho em mượn cái điện thoại đi. Đấy, cả nhà mình lên trên cầu đấy chụp một kiểu nhé. Lên đi ạ. Đưa điện thoại cho em mượn, cho em mượn điện thoại. Đấy. Chú bỏ cái điếu ra cũng được, hoặc cầm cũng được, không sao cả. Vâng, cầm ra. Cầm lấy cái đẹp không ạ? Vâng, cầm đẹp. Rồi, lên đây chụp nè. Rồi, đấy. Rồi, cô đứng vào đi ạ. Rồi. Mẹ mới mình đứng sát vào. Rồi, cô chị, cô chú và anh chị nhìn qua đây cho cháu nhá. Tôi lên cho cháu một kiểu này cả gia đình nè. 2, 3 nè. Đấy, cứ tự nhiên đây cháu chụp nhiều kiểu đấy. Đấy. Rồi. Nhìn xuống này ạ. Nhiều cá đúng không ạ? Chưa bao giờ thấy nhiều cá như thế này. U trời. Quá quá trời cá này. Mỗi con như thế này khoảng bao nhiêu ký vậy chị? Vâng, ở đây thì nó dao động khoảng từ 2 đến 8 kg thôi. Wow. Vâng. Trăm con như cả trăm con nhỉ. Đây mình đến trên này có nhiều cá. Đây đây ạ. Đây đây cũng có một số các cái loại gia vị này. Tí nữa nhà mình mà muốn mua thì chúng ta có thể mua cái này. Ăn rất là ngon. Đây. Đây. Vâng, chú bỏ cái điếu đấy được. Thôi bố đi theo đoàn đi tí đã nào bố. Nhanh cho chị còn làm việc nữa, kể cả. Không, em không vội đâu. Cứ thoải mái cho ông thoải mái. Cầm đi mà. Đây. Đến khu vực này thì nhà mình thấy là nước nó khá là cạn đúng không ạ? Cho nên là chỉ có cá nhỏ sinh sống thôi, và khi mà còn nhỏ ấy, thì chưa rõ sắc hồng ở vây đuôi và môi đâu, phải lớn hơn 1 kg. Thế thì nhà mình chúng ta đang đến với khu vực đền thờ Thủy Phủ Long Vương, là thờ vị thần rắn, liên quan trực tiếp đến truyền thuyết ra đời của loại cá. Tức là cho đến bây giờ đấy ạ, thì vẫn chưa có sử sách nào ghi chép là cá này bắt nguồn từ đâu và có từ khi nào. Người ta giải thích hoàn toàn bằng cái truyền thuyết liên quan đến vị thần rắn, là một vị thần mà có công giúp dân làng ở đây diệt trừ thủy quái. Thì để nhớ ơn ý, người dân đã lập đền thờ ngay dưới chân núi Trường Sinh. Thì cháu xin giới thiệu đây là toàn bộ dãy núi Trường Sinh này, thuộc dãy núi Đá Vôi, phủ lương của Cúc Phương. Và đền thờ ở dưới suối này thì người ta thấy xuất hiện đàn cá hàng ngàn con ngày đêm về chầu để bảo vệ thần. Như vậy theo cái truyền thuyết ạ, thì cá là quân lính về chầu xung quanh đền bảo vệ thần rắn. Tuy nhiên lâu dần đi vào đời sống tâm linh của bà con, cho nên được gọi là cá thần. Và đền cũng rất là linh thiêng. Nếu như mình có nhu cầu tâm linh thì nhà mình sẽ vào thắp một nén hương, hoặc tí đi ra chúng ta thắp cũng được. Đấy, mình đi tham quan cái đã. Đây, bắt đầu từ khu vực này là rất nhiều cá đấy ạ. Xin mời nhà mình chúng ta di chuyển lên trên này. Wow, ở đây còn nhiều hơn nữa. Vâng. Đấy, em giới thiệu. Đây, cháu giới thiệu với cô chú và anh chị. Cái nguồn thức ăn chính của cá ở đây là cá ăn hoàn toàn bằng nguồn thức ăn tự nhiên. Tức là ăn rong rêu, các cái sinh vật phủ du và toàn bộ lá cây hai bên bờ này rụng xuống này. Nghĩa là tất cả các lá cây này rụng xuống thì cá đều có thể ăn được. Và chúng ta không cần phải thả thức ăn thêm thì cá cũng sẽ vẫn tồn tại và phát triển như thế này. Đấy, nếu mà chúng ta cho cái nguồn thức ăn bên ngoài vào ấy thì nó rất dễ làm ô nhiễm môi trường nước và gây bệnh cho cá. Và chỉ cần nước ở đây bẩn là cá của chúng ta sẽ không ra.
đấy. Nước đây trong bằng lên trên này thì nhiều hơn nữa đấy ạ. Đây ngày hôm nay thì cô càng lên phía trên càng nhiều cá hơn nha các bạn. Rất là chăm đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì cái mực nước nó cũng khá là thấp và cạn đấy. Thì số lượng cá ra thì nó sẽ phụ thuộc vào mực nước và thời tiết. Tức là hôm nào mà cái mực nước cao hơn thì cá nó sẽ ra nhiều hơn. Đấy. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì với cái mực nước như thế này thì lượng cá như thế này thì cũng gọi là tương đối rồi, đúng là ra rất là nhiều rồi. Đây, cái chỗ này. Đây, giới thiệu với cô chú anh chị. Đây là cái thời điểm mà nước cạn ở trong năm đây nhà mình. Đến thời kỳ mưa lũ thì nước có thể tràn ngập hết lên phía trên nhà dân này này. Và cá của chúng ta ấy, thì xoay theo nguồn nước ra rất là nhiều. Nhưng chỉ xoay đến đoạn cuối nguồn lúc nãy nhà mình đứng ấy, thì ngay lập tức là sẽ quay trở lại khi mà nước rút, chứ không đi tiếp ra ngoài sông Mã mặc dù là không có rào chắn gì. Đấy. Có nghĩa là cá quen với môi trường sống ở đây rồi. Nhiệt độ sẽ luôn dao động khoảng từ 20 đến 24 độ. Thì nếu mà ra bên ngoài ấy, nhà mình mà gặp cái nhiệt độ nóng hoặc lạnh hơn ấy là không thích nghi được. Đấy là chúng ta giải thích về cái mặt khoa học. Thế còn về tâm linh ấy, thì cá và con người đã gắn liền với nhau rất là nhiều thế hệ. Cho nên là các vị luôn luôn ở lại đây với người dân. Đấy. Đây, em mời nhà mình lên lên hết trên này. Đấy, trên đầu nguồn này của chúng ta có cơ hội là chúng ta chạm tay vào cá dễ hơn này. Đấy, cô chú lên hẳn ở trên này cho cháu này. Ở đây trên này mình chụp rồi cũng sẽ được bức ảnh rất là nhiều cá. Wow, trên này cá còn dày đặc hơn nữa các bạn ạ. Em giới thiệu với nhà mình em giới thiệu với nhà mình phía trên này chính là cái vị trí đầu nguồn cửa hang. Tức là cái cửa hang ấy, và tôi thấy anh chị quan sát là nó chỉ nhỏ chừng một sải tay thôi. Thế nhưng mà phía bên trong ấy, tưởng tượng nó là một cái hồ lớn chứa rất là nhiều cá. Tức là ngoài này thấm núi đá này nhưng mà trong lòng của nó dẫn toàn bộ luôn. Đấy, có nghĩa là vâng đây ạ, đây ạ, cô chú và anh chị lên hẳn ở trên này đi để có cái cơ hội mà chúng ta. Xin mời nhà mình lên trên này ạ. Đây, cô chú lên trên này hẳn đi, anh chị lên trên này đi, lên hẳn cháu qua cho một cái lá này. Đấy, chúng tôi chú bỏ xuống thì cá nó sẽ rơi vào tay của mình để ăn. Đây, cháu giới thiệu nhé. Nhà mình thấy là cái cửa hang này nó rất là nhỏ như vậy. Nhưng mà phía bên trong á, chúng ta nó tưởng tượng nó là một cái hồ lớn chứa rất là nhiều cá. Tức là ngoài này thấm núi đá này nhưng mà trong lòng của nó dẫn toàn bộ luôn. Thì cái thói quen của cá ở đây là buổi sáng thì sẽ tập trung hết ra phía khu vực dưới này. Và tới khoảng 9 đến 10 giờ đêm thì lại chú bạn hết ở bên trong. Đâu qua đây ạ? Lá cây này. Đây, cô qua cầm lấy cái này. Lá cây thôi. À. Như vậy là khoảng 5 đến 6 giờ chiều là từ khu vực đầu nguồn này rất là nhiều. Thì cái điều tạo nên sự đặc biệt ở đây là gì? Là mình quan sát cho cháu là mình thấy là mặc dù một bệnh cá rất là đông, nhưng khi chúng ta chạm tay vào cá và vào nước thì mình không thể tránh thành công. Và người dân thì người ta vẫn sử dụng đánh phần nước này đúng như thế. Đấy, từ 2 giờ đến giao thừa năm, khi mà tuấn cương giao thừa đổ, bà con tuấn giao thừa tới và tuấn cương giao thừa cúng. Chính vì vậy tuấn cương xuống. Nước có mùi gì vậy bà? Chúng ta biết đến các hộ sống cuối là như vậy. Chúng mình hoàn toàn có thể lấy nước để chúng ta rửa mặt ở đây nhé. Đấy, bây giờ cô chú anh chị, chúng ta có thể lấy một chút nước đây. Chúng ta đưa lên mũi chúng ta ngửi xem là khách có thể đây ngay cả khi mà cô chú chúng ta chạm thẳng vào cá đúng không ạ? Đấy. Với một cái mật độ cá nuôi như thế này thì chắc chắn là đi khoảng 5-7 mét là chúng ta có thể thấy chúng ta rất là banh rồi đúng không? Nhưng mà ở đây thì không hề. Đấy. Cái vị trí đầu nguồn này thì cũng cho là mình cái bức ảnh rất là đẹp với cá đây ạ. Đấy, cô không muốn rửa mặt thì cô có thể rửa mặt nhá. Nhưng mà mình không được phép lộ xuống suối thôi ạ. Đấy. Không sao ạ. Vâng. Dạ không ạ, cái cá nó cho tự nhiên ở đây thôi. Bố thò trình như này bố kêu cá đến cả bún. Thế thì khi mà cô chú anh chị chúng ta chạm tay vào cá thì mình thấy là cá đây nó thuộc ra sơn vậy thì rất là nhiều nhá, nhưng mà không có đầu giáp rõ ràng là như của chúng ta.
Cá dốc nha các bạn. Tên này là cá dốc. Nghiên cứu khoa học thì cá lại thường họ chết. Bắt thử một con được không? Bắt cầm lên tay ta. Sờ vô cá được không chị? Được, chạm vào để lấy may được đấy ạ. Vâng. Đấy thì nhà mình quan sát một chút vào đôi mắt cá cho cháu này. Mình thấy ngoài cái đôi mắt đen tròn ra đó thì nó có cái vạch đen kéo dài theo thân. Vì vậy khi mà quan sát vào đôi mắt cá là nhà mình thấy cái thần đang nhanh cho đôi mắt rồi đúng không? Nhìn rất là nhiều nhưng mà vẫn có cái nét gì để nó đi ạ. Tạo nên cái sự khác lạ theo cái cá nuôi của chúng ta đúng không ạ? Vâng. Thì có những cái thời điểm mà sắc hồng nó sẽ được hơn. Nhưng mà bây giờ mình thấy là chủ đạo là có màu xanh hơn. Thế thì trước kia mọi cái sinh hoạt của bà con nó khác biệt thì đều diễn ra xung quanh bờ suối này này. Cho nên là cái sự xuất hiện của con người thì đã rất là thân quen rồi. Và cá của chúng ta thì thường bơi sát bờ để ăn thức ăn. Đấy. Chị chỉ cần cho cái lá xuống là cá nó sẽ tự khắc và nó bơi vào tay của mình để ăn. Thế hàng ngày mình có cho nó ăn cái gì không? Không phải cho ăn. Cho cả cá. Đấy. Cái lá màu đen đó chị ạ. Ban tổ chức cho em. Không phải cho em không ạ. Đúng rồi, chị lấy lá màu đen đó. Đấy, có lá màu xanh và màu vàng đó. Đúng không ạ? Bởi vì là một số lá cây từ màu đen ý, thì là nó đã bớt mủ cây rất là nhiều rồi. Và một số nước đây nó có bệnh tố thì nó bớt đi rồi. Nhưng mà là cái sự chọn lọc của cá rất là màu đen tức là cá đã, lá đã để lâu rồi, nó đen rồi. Tức là vậy là thức ăn của cá ở đây là chỉ là lá cây. Đúng rồi, răng rơi sinh vật phù du thôi. Chứ còn ở đây thì ban quản lý cũng như bà con là không phải thả thức ăn thêm. Và cũng chính vì ăn cái nguồn ra tự nhiên cho nên là cái tốc độ tăng trưởng của cá thì nó thấp hơn nhiều so với cá nuôi của chúng ta. Tức là năm nay chúng ta đi chúng ta thấy như vậy là vài năm nữa nó tầm tầm như vậy thôi chứ không tăng trưởng vượt bậc. Cá như này là khoảng bao nhiêu năm tuổi chị ha? Ở đây thì các chủ bản là đã 10 đời người rồi đã thấy cá trên dòng suối này chứ không biết là có từ bao giờ. Cái cá của chúng ta ấy, thì là sinh sản bình thường vào tháng 3, tháng 4 nó sẽ là mùa sinh sản. Tuy nhiên có một điều đặc biệt đấy là không bao giờ người ta thấy hiện tượng cá lớn ăn cá bé và cũng chưa bao giờ thấy cá này chết ở dưới khu vực suối. Điều đấy cũng tạo nên điểm nhấn tâm linh. Có nghĩa là theo cái quy luật sinh tử ấy, thì đến thời điểm nào đấy thì cá của chúng ta cũng phải chết. Nhưng mà cái quá trình này cá nó một dòng suối cá hang, nghĩa là mắt thường của chúng ta thì chỉ luôn luôn nhìn thấy sự sống ngoài này thôi. Chưa bao giờ thấy một con cá nào chết ở đây. Đúng rồi, em làm ở đây hơn 10 năm rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy xác cá chết ở ngoài này. Đấy. Nhưng mà theo quy luật sinh tử thì vẫn có thôi ạ. Nhưng mà quá trình này nó diễn ra kín ở trong hang. Thì đấy cũng là một trong những cái điều mà tạo nên cái sự đặc biệt ở đây.